3A, vần chỉ có âm chính ở tuần 9, tiết 5, 6. Với bài học này, học sinh hiểu kiểu vần chỉ có âm chính là nguyên âm. Các em biết đọc, viết được tiếng từ và nội dung của bài tập đọc, viết được chính tả theo yêu cầu của bài. Với tiết học để thành công thì phải có một số lưu ý như sau. Đối với giáo viên, dạy đúng quy trình đọc và phân tích mẫu phải chuẩn và chính xác, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ trước khi lên lớp. Khi giao việc, giáo viên giao rõ ràng lệnh và các ký hiệu đưa ra cho học sinh để các em thao tác. Giáo viên luôn thân thiện, cởi mở, động viên khuyến khích các em kịp thời để lớp học được thoải mái khi các em học tập. Đối với học sinh, các em nắm chắc được bài nguyên âm, vần chỉ có âm chính và âm chính là nguyên âm, biết thay nguyên âm phụ âm. Tôi hy vọng đấy là một số những chia sẻ mà tôi chia sẻ với các bạn đồng nghiệp để các thầy, các cô sẽ dạy thành công với tiết học này. Cô chào các em. Với ý kiến của bạn Huyền và các bạn. Vì sao các âm này là nguyên âm? Cô Mười Linh. Cô đồng ý. Là phụ âm vì sao? Mai Hải. Cô đồng ý với ý kiến của Hải. Chúng mình đã học các nguyên âm và phụ âm. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học kiểu vần đầu tiên của tiếng Việt, vần chỉ có âm chính. Vần chỉ có âm chính.
mời nhóm sư tử. Ba. Cô phân tích. Ba bờ a ba. 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 Đưa tiếng ba vào mô hình. Cô mời Dương. Ba bờ a ba. 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 Trong tiếng ba, phần đầu bờ là loại âm gì? Mấy Yên? Cô là âm ạ. Cô cảm ơn. Thế còn phần vần là loại âm gì? Mấy Dũng? Cô đồng ý. Và đây là phần vần chỉ có âm chính. Và âm chính là nguyên âm. Vần chỉ có âm chính. Cô khen lớp mình. Các em thay nguyên âm A bằng các nguyên âm khác. Mời Huyền. Cô thấy lớp mình tìm các tiếng có nguyên âm rất giỏi, cô khen. Mời Thảo Linh. Dấu thanh, tìm tiếng mới.
Mời Hà Mít. Rồi. Cô thấy các con tìm các tiếng có dấu thanh rất giỏi. Cô khen. Các em thay phụ âm đầu bờ bằng các phụ âm khác. Nêu tiếp sức từ bạn Hà My. Mời La Dũng. Ma, mơ, lê, cá, chó, xì, cô. Các con vừa tìm các tiếng có phụ âm và thêm dấu thanh rất giỏi. Cô khen lớp mình. Đây là các tiếng thuộc kiểu vần gì? Mai Nhiên. Chỉ có âm chính. Cả lớp. Rồi, cô khen. Chúng mình vừa tìm các tiếng và hiểu được kiểu vần chỉ có âm chính. Cô trò mình cùng chuyển sang việc 2. Các em tự tìm và viết một tiếng có kiểu vần chỉ có âm chính. Lê. Các em tìm rất giỏi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết các tiếng và từ. Cô hướng dẫn chúng mình viết chữ ghi tiếng bé. Điểm đặt phấn đặt bút ở đường kẻ thứ 2. Chữ ghi tiếng bé có chữ bờ. Chúng ta điểm kết thúc của chữ bờ. C phấn lia nối sang E. Dừng bút giữa ô ly thứ nhất. Dấu thanh sắc trên chữ E. Bé. Bé.
viết tiếng thứ hai tổ. Tiếng tổ có chữ tờ, chúng mình đặt ở đường kẻ thứ hai điểm đặt phấn. 1 2 tờ d. Điểm kết thúc của chữ tờ các con đưa nối sang ô, sau đó đánh nét ngang tờ, dấu mũ ô, dấu thanh hỏi trên chữ ô. Hướng dẫn viết từ dỗ bé. Từ dỗ bé có hai chữ ghi tiếng, chữ dỗ, chữ ghi tiếng dỗ giờ. Dê phấn đưa nối liền sang ô. Dỗ sang tiếng bé khoảng cách bằng một con chữ O. Chữ ghi tiếng bé điểm dừng bút của chữ E giữa ly thứ nhất. Rồi, rất nhiều bạn viết đẹp. Chúng ta cố gắng lên nhé. Cô hướng dẫn viết từ thứ hai, dỗ tổ. Từ dỗ tổ có hai chữ ghi tiếng, dỗ có chữ giờ, chúng ta dê phấn nối sang ô. Sau đó đánh dấu phụ. Dỗ. Từ tiếng dỗ sang chữ ghi tiếng tổ cách một con chữ O. Khoảng cách chữ tổ.
Cô thấy này nhiều bạn viết bảng đẹp. Chúng ta cố gắng lên nhé.